Xin chào các bạn, lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota nha. Hôm nay lại về thêm một bạn Kia Sorento 2021 máy dầu hai cầu bản full signature 7 chỗ nha các bạn. 7 chỗ rất là dễ cho các bạn kinh doanh, rất là nhiều bạn rất là thích tại vì đi được nhiều người. Và giá thì lại đặc biệt đảm bảo với các bạn, giá rẻ nhất thị trường. Cùng với Hiền theo dõi ha. Đây trước mặt các bạn là một bạn Kia Sorento 2021 máy dầu bản full signature 07 chỗ nha. Và chiếc xe rất đẹp luôn. Đó. Rồi các bạn chiêm ngưỡng trước đi ha. Rồi. Hai cầu signature 7 chỗ. Hôm trước thì mình quay một bạn là 6 chỗ nhưng mà có nhiều người thì thích 7 chỗ, nhiều người thích 6 chỗ để đi lên đi xuống cho nó thoải mái. Còn một số người thì lại thích có 7 chỗ để chở được nhiều người hơn. Và tùy theo cái nhu cầu của các bạn ha. Và giá của bạn này đảm bảo với các bạn hôm nay mình sẽ làm một mức giá rẻ nhất thị trường cho các bạn luôn. Đẹp lắm. Đây ha. Màu trắng lịch lãm biển Sài Gòn nhé. Bạn nào ở Sài Gòn thì không tốn 20 triệu tiền biển số nè. Sản xuất năm 2021 luôn các bạn, máy dầu. Và chúng ta đi vào nội thất xem bạn này như thế nào ha. Đó, Kia thì là thế giới của option và đồ chơi rất là hiện đại. Sunroof đây ha, rất đẹp. Roma sunroof nè. Rồi ghế còn rất là mới luôn. Xe này chạy 52.000 km nha. Đó, 4 chế độ lái nè. Normal, Sport, rồi Eco và Smart nữa. Kia nó có thêm một cái chức năng mà chế độ Smart rất là hay luôn và rất là tiết kiệm, đi rất là mạnh. Tức là tùy theo địa hình các bạn chạy nữa nha. Đó. 52.300 km một. So với 2021 thì các bạn nói là chạy hơi nhiều chút xíu mà không sao. Những chiếc xe hôm trước mình quay ba mấy ngàn cây, các bạn đi vẫn rất là ok, vẫn còn bảo hành của chính hãng Kia mà. Rẻ hơn được lại rất là nhiều nữa ha. Loa bốt, âm thanh loa bốt đi các bạn ha. Âm thanh cực hay. Một chiếc xe sang trọng ha. Kia Sorento máy dầu, rất đẹp luôn. Nội thất đây, 7 chỗ. Đây là nội thất của bạn Kia Sorento sản xuất năm 2021. Chạy 52.000 km, máy dầu, bản full signature, hai cầu ha. Rất tiết kiệm, rất đẹp, rất sang trọng và đầy đủ option. Và mức giá thì cũng rất là đặc biệt, chỉ có 1 tỷ 140 triệu thôi. Chắc chắn với các bạn mức giá này rẻ nhất thị trường luôn. 7 chỗ nha. Tùy theo cái gu của mỗi người thích 6 chỗ hay 7 chỗ. Đợt vừa rồi mình mới quay lên là chiếc 6 chỗ ha, và đây là chiếc 7 chỗ. 4-wheel ride luôn nè, bản full signature. Cốp điện ha, signature đây các bạn. Đó. Cấp điện ha. Dòng 7 chỗ nè. Kia Sorento thì cũng là một bước nhảy vọt của Kia ha. Các bạn thấy những chiếc xe Kia bây giờ thiết kế rất là đẹp về nội thất. Rất sang, rất đẹp. Còn bảo hành ha. Các bạn cứ đi thoải mái. Rồi. Đồ nghề đây. Cũng còn mới nguyên nè. Phụ tùng ha. Để cho các bạn coi cái gầm cái. Đó. Vỏ sơ cua còn mới nha. Mới nguyên nè. Vỏ zin theo xe đó. Xe này thì đảm bảo với các bạn keo chỉ zin. Bạn này chỉ có thì thấy cũng hoàn hảo lắm, rất là hoàn hảo. Mà giá lại chấp nhận được, quá là ok. Giữa 30.000 km hay 50.000 km không quan trọng. Quan trọng là chất xe giữ như thế nào và giá thành mình bớt hơn được
mấy chục triệu. Quá là hấp dẫn. 1 tỷ 140, một mức giá quá là rẻ rồi. Rẻ hơn nhiều, rất là nhiều so với xe mới ha. Rồi, đây chúng ta coi cái máy nè. Keo chỉ zin theo xe ha. Đây là máy của bạn Kia Sorento sản xuất năm 2021 nha. 52.000 km và giá chỉ có 1 tỷ 140 triệu. Hiện quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Số điện thoại của mình là 0908 666 999, 0903 72 73 75. Nếu các bạn gọi điện không được, các bạn cứ đến trực tiếp cửa hàng hiện Toyota nha. 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Đây là đây hiện chỉ định vị để các bạn đến này. Đường Phạm Hùng, quận một bên kia thì là quận 8, bên đây là Bình Chánh. Và từ quận 10 các bạn đi qua chỉ có 2,5 km thôi. Mình nằm bên tay phải, mà từ Phạm Hùng, từ Nguyễn Văn Linh vô thì khoảng 500 m thôi, mình nằm bên tay trái. Rất dễ tìm. Phạm Hùng nó có một đoạn bạn cứ đi thế nào cũng gặp hiện Toyota, đối diện là một cái siêu thị. Ha. À, có nhiều khi điện thoại của mình không hiểu sao mình không có bị bật máy nào vẫn tò te tí, thì các bạn cứ Zalo hoặc là nhiều trong clip có nhiều cái số điện thoại khác ha. Các bạn cứ tìm, mình không bao giờ tắt máy cả nha. Rồi các bạn gọi không được thì các bạn cứ tìm đến vị trí này, đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, kế bên quận 8 nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.